Hello anh em, mình là Kiên Motul. Ở clip hôm nay thì mình lại cho anh em ra thăm ruộng, nhưng mình sẽ có cái này muốn giới thiệu với anh em luôn. Ok à, chúng ta đã đi đến chỗ cái máy đây rồi. Bây giờ là mình sẽ bỏ đồ ở đây đã. Mình sẽ có cái này mình muốn chia sẻ với anh em. Bây giờ là mình sẽ cho anh em coi một vòng cái máy này. Đây là sản phẩm của Motul chế. Đây là động cơ xe máy anh em nhé, động cơ xe máy. Mình đã like thêm một cái con sen ở đây. Động cơ thì ở phía kia. Cũng rất là mạnh anh em nhé. Ok. Đây là cái xe tăng áp. Bây giờ mình sẽ tắt máy nhé. Cái này nó bị nước vào. Đó, cái này nó bị nước vào rồi nên là nó bị chạm mắt. Ok, thì đây là mình đã sử dụng cái IC tăng áp. Đó. Gãy cái lỗ luôn. Thì cái con IC tăng áp này nó cũng sử dụng được cái con sạc ở đây này. Thế nhưng mà do cái máy này nó quá cũ rồi, cái đường điện cấp lên nó không ổn định. Nên là khi mà mình ga to lên ấy, nếu mà không dùng ắc quy ấy, trợ cho nó ấy, thì mình ga to lên nó sẽ bị cả giật. Đó, thì mình sẽ đấu thêm một cái ắc quy ở ngoài này, để nguồn luôn ở ngoài. Đó. Cái clip này để mình muốn chia sẻ với anh em. Ok, thì bây giờ là mình sẽ đạp lổ nhé. Mình sẽ bật cái công tắc ở đây để cái bình ắc quy dịch ra đây cái. Thì bây giờ có thể là mình đạp nổ nó sẽ không nổ đâu. À nó sẽ không lên được nút nữa. Đó. Rất là dễ nổ anh em nhé. Bởi vì là cái máy này nó chạy cũng khá là lâu rồi. Đây, nước linh láng luôn đây. Cái chỗ này nó cũng được một xào rưỡi. Mình đã bơm được một tiếng rồi. Ok, thì bây giờ là mình sẽ đạp nổ lại nhé. Đó. Mình bắt đầu nổ ngay. Nhưng mà vì nó nổ, vì mình tắt đi, bây giờ nước nó bị e, nó không lên được nước nữa. Đó, đây là cái hệ thống bơm nước mình đã chế đây. Thì vẫn là cái động cơ xe máy của các bạn tháo ra, xong rồi mình hàn thêm một cái giá ở đây nữa. Thì các bạn sẽ khoan cái lốc ở đây ra. Và sẽ chế thêm 4 con ốc, 1 con ốc đây. Đó. Thì bắt thêm cái củ sên ở đây. Thì các bạn sẽ lai ra một cái ống 76 thì phải. Đó, thì nguyên lý hoạt động của nó cũng cực kỳ đơn giản đó. Cái này thì mình sử dụng IC tăng áp. Còn đây là cái con IC mình gắn ở đây. Nhưng mà con này nó chết rồi. Đó, thì cái cuộn nổ. Không phải con này chết mà, xin lỗi các bạn, không phải con này chết mà cái cuộn nổ nó ở cấp ở trong máy này này. Nó đưa lên thì nó đã chết rồi. Thì mình đã gắn thêm con IC tăng áp vào đây. Cái IC tăng áp này thì nó sẽ là sử dụng điện bình anh em nhé, sử dụng điện bình. Nếu là cái quấn của các bạn nó đưa lên ấy, cái quấn đèn nó đưa lên ok ấy, quấn sạc đưa lên ok ấy, thì cái máy của các bạn nổ không cần bình ắc quy vẫn nổ bình thường đó. Thì bây giờ là mình sẽ đây, bây giờ là mình sẽ test là không cần dùng ắc quy. Đây là mình đã phải đấu nó vào để cho nó nổ rồi. Bây giờ là mình sẽ rút cái dây này ra luôn. Mình buộc nó cũng hơi chắc anh em ạ. Rồi bây giờ là mình sẽ xoắn nó vào nhau. Đó. Ok, thì bây giờ là mình đã xoắn nó vào nhau rồi. Đó, mình đã tách ra khỏi bình ắc quy rồi. Đó, bây giờ là mình sẽ đạp nổ nhá. Chập chờn đó, thì anh em có thể thấy là không cần bình ắc quy nó vẫn cứ nổ được bình thường anh em nhé. Đó, cái clip này thì mình sẽ giải thích luôn với anh em là nó không cần bình ắc quy nó vẫn nổ được. Nhưng nếu như cái xe của các bạn ấy, cái đường cấp, đường nạp từ dưới máy mà đưa lên ấy ok, thì cái con này nó sẽ hoạt động ok luôn. Bởi vì cái máy này là cái máy thải, mình tận dụng là cái máy thải ra để mình làm cái máy bơm nước đó. Thì bây giờ là mình sẽ đấu cái bình ắc quy vào đây thì nó nổ sẽ ngon hơn. Thì cái xe của các bạn kể cả cái bình ắc quy chết cũng được. Không cần phải bình khỏe anh em nhé. Chỉ cần cái bình chết được. Thì đây là cái có motor đề đây. Nhưng mà cái xe, cái máy động cơ này nó bị hỏng đề rồi. Mình chỉ cần chế nó như này. Bây giờ là mình sẽ đạp nổ lại nhé. Đó, nhẹ nó nổ luôn. Ok. Bây giờ là mình sẽ tắt.
dễ nổ quá mà. Cái này là tắt nó cũng khó. Đó. Ok, đây là cái cánh đồng Kim Phú. Vừa cái clip lần trước ấy thì mình đã chia sẻ với anh em về cánh đồng Kim Phú ở địa phương mình ở. À, thì vừa mấy hôm nào vẫn còn lúa, còn con gái mà bây giờ còn trơ dạ. Bây giờ chuẩn bị đi đắp bờ. Đây là thằng cò nhà mình, nó đang đi nghịch đây. À, đang đi phát bờ để bơm nước, để máy phay. Chỉ vài hôm nữa thôi thì chỗ này nó lại cấy lúa ở đây. Đó. Thì cái clip này thì mình muốn chia sẻ anh em chủ yếu là cái con IC tăng áp. Thì là mình đang nổ. Đây, mình dùng con IC này mình đang nổ. Thì nó bị chết. Đó. Thì mình cắm luôn con này vào là lại tiếp tục bơm nước, chứ không lại phải tháo cái lốc ở đây ra và thay quận nổ, quận nhét các thứ thì rất mất thời gian. Mình cắn luôn con IC tăng áp này vào. IC tăng áp mới tinh luôn. Đây là IC tăng áp sản phẩm bên mình có giới thiệu với anh em đó. Mới tinh luôn. Ok. Xin chào anh em. Ở cái clip này chủ yếu là mình muốn chia sẻ với anh em một cái động cơ bơm nước do cái Motul tự chế. Đây là mình đắp ngang cái mương ở đây luôn. Đó. Cánh đồng Kim Phú thì cực kỳ là rộng anh em nhé. Bây giờ mình sẽ zoom ra tít đằng kia. Đó, đây là thành phố Tuyên Quang. Thì hôm nay nó sương mù cho nên là anh em rất là khó nhìn. Đó, kia là đằng kia là đường cao tốc. Cái đường mà mình có test với anh em cái clip mà test con ổn định điện đó. Ok anh em, xin chào anh em. Mình là Kim Motul. Hẹn anh em với clip tiếp theo.